Trời ơi, nó xuống. Nó khè à? Trời ơi. Trắng nha. Hả? Nó trắng đó, nó khè nó trắng đó. Ờ. Sao gì kỳ vậy? Trời, cũng may có chuyện nó cắn anh đó. Ôi, có chuyện vào còn có nó cắn. Ôi, con này rát gì vậy? Ủa, cái đuôi vậy? Vậy? Con cá. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình đi theo dõi anh Phụng đi thăm bẫy rắn đầu mùa. Từ cái chuyến đầu tiên á, chỗ anh Phụng thăm dính được một con dện khủng 3 kg. Thì bữa nay là chuyến thứ hai mình theo dõi anh Phụng thăm coi có dính là khủng nha. Đây, nhân vật. Thôi, xin chào tất cả mọi người. Thì chuyến đó là mình vừa đặt vừa thăm, nói chung là mình gom lại một chuyến luôn. Gom lại chính một chuyến này luôn. Là bữa đó anh thăm có 10 cái dính được con khủng phải không? Dạ đúng rồi, tại vì em bắt bài cái cồn, cái đó là cái cồn chứ không phải là, nói chung nó không phải vườn tược gì hết trơn, nói chung chỗ gắn bự đa số là nhiều. Thì cái người dân chặt tập vừa đó, anh đi đặt bẫy tròn đó, thì ông kia cũng nói đeo con gắn bự lắm, dính nói chung hả? Dính được con gắn mừng quá, thôi bán luôn chạy về mà đi đặt nữa. Dạ, bữa nay hôm nay mình xuống được nhiều cái à? Nếu mà từ bữa nay mình thăm hết bữa nay bữa kia luôn á, chính xác bữa nay là 60 trong đó là có 10 cái bẫy mini, là bẫy mini đó là đặt cũng hành 50, cái kia là bẫy lớn đặt gắn lớn. Đi 3 chuyến qua Đồng Nai là 6 clip không, mà cái chuyến rắn này không biết sao đây. Hy vọng là sẽ có hàng phục nữa nha. Gì? Tại vì tới số lượng là tới 60 cái lận anh. Ví dụ mà không có được con không hành hay không hèo thì vẫn còn con bánh mì. Trời ơi. Tại bánh mì đang chống đối mà. Nói chung là nay anh em mình hy vọng là sẽ có hàng phục nữa đang cho mọi người xem nha. Rồi. Rồi, nay mình đi thử rồi. Vô cái chỗ này thăm chú một cái nha. Mấy cái bờ tôi này ngon ha. Bảy mini nha. Đây, bảy mini. Này là bảy thế hệ mới cũ của mình. Đâu coi coi. Rồi, một con hoa nữa mà. Hoa hả? Hoa. À, đây có củ khoai lang nè, em mày gắt tiếp cái giùm. Ôi, con này chắc 3 lần mấy à. Thôi đi ơi. Trời ơi, bánh kem. Đây, bánh kem, bánh kem. Chờ rồi đó bắt luôn hả? À, đây là chung cư. Ôi, la chung cư chết nữa. Chết luôn hả? Xong nè. Nói chung cư chứ biết chung cư nào. Dễ gì người ta không biết, nó bình luận đầy chứ biết gì. Ờ. À, được con mới hàng đầu tiên. Anh coi gì nữa không? Đây. Bốn lạng không ta? 3 lạng rưỡi gì hả? Nếu mà con này giờ chính thức mùa mưa chắc 4 lạng này, 3 lạng nha. Ở bẫy này nhạy lắm. Ừ. Bẫy này bẫy hổ hành, em đặt hổ hành đó. Còn bẫy lớn là em đặt hổ hèo với gắn cụ. Mè thì ghê hả? Đây, có cức rồi, có cức rồi. Nó có cứt là có tiền, có cứt là có tiền. Ôi, một con quá đã. Con này chắc không phải 3 lạng mà. Trời ơi, dán cứt lum. À, ôi. Sáng sớm một cái con này. Rồi, bỏ vô anh em mình sẽ tiếp tục đi thăm tiếp nha. Tới chưa? Tới hả? Còn. Hả? Có hàng hả? Có không? Đâu, vô coi rắn hổ hay là gì anh? Trời ơi, nằm út kia hả? Ừ. Mà thấy bịch lúa đẻ chưa? Thế rồi, thế rồi. Anh bò vô rồi. Thấy nhiều con cục đen đen á. Dện, dện, dện. Trời, được một con dện nữa. Trời ơi, nặng quá trời nặng luôn, Phụng ơi. Vô kèo, đây. Hả? Trong ngoài luôn hả? Ôi, một đống luôn rồi. Rồi còn con dện nữa. Ở đây cái bờ ngon quá mà. Ôi, con này chắc cỡ ký mấy 2 kg là nặng kịch luôn mà. Đây. Ôi, nặng quá trời nặng. Ôi, nó làm một đống trong này luôn. Đây. Được một con dện chà bá luôn. Hút hàng nó ra đi. Con này nó không đen dữ ha, con này dện hay là dện 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 hả? Đúng dện. Dạ. Còn hổ châu là nó đen hơn phải không? Má con này vô dữ vậy dữ lắm. Hả? Má cái hôm nó hở nè.
nè. Còn này ký mấy hai ký nặng quá trời. Đánh dạn cái này cũng dạn. Nó trâu đen. Thử con này nó bắt ra tại nó quanh nó phanh ở chổng. Mình không có bắt ra không biết nó cỡ nào bắt ra thử coi. Chuyên gia là dính cái móc vô đây. À lên nè. Ồ cái phanh của nó nè. Đó đó đó. Nhìn dạn. Lâu quá không có cảm giác mà bắt trắng. Ồ. Sướng chưa? À, một màu đen với một màu vàng, vừa vàng đen. Con này anh thấy nặng lắm, cứ tới 2 kg thôi. Ừ, đó đỏ đỏ đó. Ôi trời ơi trời ơi. Ôi trời ơi, con này 2 kg à. Quá trời bự. Chết rồi, nó nãy cái hòm. Đầu nó nát lắm rồi. Hả? Đầu nó nát lắm rồi. Ôi cái phanh của nó nè. Vì sao huynh đệ? Quá sướng. Trời ơi. Cái thằng 7 mà được chỗ này nó sướng dữ lắm. Vô mà cái mạng là cái 7 nặng kịch. Ôi sao lấy ra nó bự dữ trời. Con này cỡ kiếm mấy 2 kg có rồi. Quá trời bự luôn à. Mà gùm tay luôn à. Đó. Trời ơi nó sướng. Nó khè à. Cắn nha. Hả? Nó cắn đó. Nó khè nó cắn đó. Không. Trời ơi 2 kg có rồi. Quá trời bự luôn à. Trời ơi đã. Quá sướng quá sướng. Hồ da hồi này đúng hồ dành luôn. Đúng dành luôn hả? Nè. Dạ. Vàng sọc đen. Ủa, trên đầu không có, ở trên đầu từ nửa người lên là nó không có nè, nó bắn một màu vàng. Còn hổ trâu khác, hổ trâu của em thui luôn đã lắm. Nhìn nó quằn quại. Con gắn mà muốn kiểm soát con gắn 100% về đơn giản lắm. Chụp cái đầu nó gì này rồi xong là mình phải đưa ngay mặt của mình được. Trời ơi. Đúng không? Thì giờ ông giờ muốn coi. Ha mọi người coi. Không gì đó, nó cầm tay luôn. Trời ơi đi xuống. Quặt gãy cổ nó. Thôi. Không sao cầm nè. Gì? Sao nó quặt em cầm cái vụ nè. Còn nếu mà con gắn mà mình cầm gì nè, chưa ha, mình cầm gì là an toàn thì không chơi cái đầu của nó rồi đúng không. Còn nếu mà mình cầm phan nha, nếu mà trong trường hợp mà mình cầm gì nè, mình chụp hình mà vụ mà bất cứ gì á là nguy hiểm nè, bây giờ nó buông ra ha nè, đó cầm ngang đây là rồi đó. Đó thấy chưa, nó tắt liền. Tại vì ở đây nó vẫn còn một khúc luôn, anh nghĩ đi, anh cầm gì anh đưa vô nó quất liền nó. Mình khống chế con gắn một cách rất đơn giản vậy nè, vuốt cái đầu là đó nè. Thì gì đâu có sao đâu, nhiều người nói trời gắn sao hiền, đã mình khống chế nó gì rồi sao nó không hiền được. Đúng rồi. Nhiều người họ nói trời ơi anh cũng gắn sao hiền, tại vì mình biết cái điểm yếu của nó và mình khống chế được nó. Nghe không? Vậy nè. Là mình cầm nó lơ phải không? Ờ nè. Đừng mình cầm gì thì cái đầu nó đâu còn tắt được mình, nhưng mà mình cầm gì nè. Đó. Nó dạ, dài quá nè. Nó dớ tới phải không? Ờ cái đầu nó dài quá nó dớ tới nó tắt được mình thôi. Đúng là có kinh nghiệm. Nó phải có kinh nghiệm, hiểu không? À, hiểu không? Mình cầm gì là con gắn nó biết nó không còn cái thế nữa, nó không còn cắn được mình. Nó thất thế rồi, con gắn thất thế không lạnh, nó chỉ nằm im. Hai nữa là quặt chỉ cổ nó. Còn không có kinh nghiệm là độc nhãn lông. Ờ độc nhãn lông mà bị quả vậy. Để trước em ngay cái chán em chán hói em á. Đây hồi nãy giờ thì chắc cũng khoảng mười mấy cái rồi được. Hai em rồi đó. Trời ơi, xiết cổ. Trời xiết cổ bay. Quá đã luôn. Trời ơi. Nó tông. Nói chung anh cũng ghiền đặc quái trắng này lắm mà không có thời gian. Đặc quái trắng này nói chung là phải có thời gian, nó cực lắm. Đi mua chuột giờ là đi thăm đồ này nọ xa hiếu rồi chứ bên dớn thôi. Cái đó thì nhiều khi má nó quắn cỏ má ho trời ho luôn rồi má nó quắn cỏ không sao ho có tiền là được à. Anh nghĩ anh cầm gì là nó khống chế được con gắn rồi sao mà nó dám cự được anh. Hy vọng là còn khoảng vài chục cái nó sẽ kiếm một con khủng hơn này nữa nha. Hình quá mình đi rồi vậy là ngon rồi đó nè đó không nó quắn nè. Rồi nó không được chạy. Nó sao chạy được nè, giục ra luôn nè. Anh giục ra luôn. Nhưng phải nè, nó còn quắn gì sao nó chạy được. Kìa quá. Thấy không? Nhưng mà sẽ chạy nhưng mà nó khôn lắm nè. Ê, nó cắn không được, nó cắn. Rồi cho nó vô đi. Quắn vô. Vô tiếp. Đi tiếp. Còn 7 nhiều. Đây cái hả? Hứa với anh luôn. Đầu, hứa phải đúng không? Chạy vô. Ông nó cắn. Dính cho em nói rồi, dính mà. Hành ở vậy anh? Hành anh ơi. Thật bự không? Thật bự hơn anh kia một chút. Trời ơi, tại vì gắn phải đi vô cái đầu này hết, toàn bộ cái đầu này mà. Mắc rửa luôn nè. Lứa. Lứa này hả? Nè. Đây. Rồi, được. Được, thêm. Ui, đầu này. Thêm con hành nữa. Nãy đầu này. Ui, con này bằng này con nãy hả? Ừ. Thôi, ok luôn đi. Con nhanh gọn lẹ xử lý một tay.
vẫn còn tay quay phim được. Như ngày hôm qua một tay quay phim, tay mò gì ta, mò tay một chứ mấy. Rồi nó cứ đừng. Ui, con nào nãy mập lúc ta, quá đã này á. Sao mình đợi mò tôm mạnh mồm một tay còn được nữa, chưa nói đừng vui phim vườn bắt gắn hay chưa. Này một tay mở luôn. Rồi một tay mở hơi bị căng nhá nghe. Được. Ở bên đó thì một tay mở bao, còn bên đây thì một tay hút gắn. Không được rồi, phải kẹp nách mới được. Gì mới sợ đi. Cái bao một tay khó mở lắm. Con này nhích hơn con nãy xíu. Nhích hơn. Ồ, nó đã nè anh Hiếu. Mập lù à. Đầu mùa là không anh, cái này là bự rồi phải không? Ừ, tại vì nó ốm mắc nước nữa anh. Ờ. Đây như anh uống đâu. Đào không có nước nữa gì. Nhưng mà thấy không, thấy cái đầu không? Toàn bộ gắn đi đây là đụng cái đầu này hết. Thì nó phải dính cái bẫy mình thôi. Bỏ vô con đó là thấy cái túi nặng đó. Quá im, quá im. Im quá anh Hiếu ơi. Tại vì nó máy bị giãn cách em bó tay. Ngồi ra mà hai xe mất tiêu còn im dữ nữa. Trời đúng rồi, có im dữ luôn. Mới mua luôn, ngại qua sửa gần 1,5 triệu. Trời ơi. Nói chung ở đây là khu vực quận 7, nói chung là nó rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm thiệt với mọi người. Tôi mất không biết bao nhiêu chiếc xe rồi đó, mọi người biết rồi đó. Mất mấy chiếc rồi đó hả? Trời ơi, 4 chiếc rồi. Chỉ có thằng mua vô thôi mày lấy. Thiệt mà chiếc xe nó tiếc. Thiệt nha. Chiếc xe nó không tiếc mà tiếc cái hộp mà đựng pin bọng cái ấy trong đó. Nó mới có giá trị hơn còn chiếc xe của bắp mà. Ủa trời hết hồn, tưởng mắc cái chuột rồi đó. Rồi, tới cái điểm này là điểm cuối nha, còn khoảng 7-8 cái nữa. Hy vọng là kiếm vài con khủng nữa coi. Trời ơi, vô cái lùm tre. Chuột lúa còn đủ. Bên này sát nước ngon lắm. Ủa đây có cái bẫy trộn nữa hay gì? Bẫy quen đó, nổ bẫy rồi. Ừ. Theo con trộn đó mà không dính. Ây da. Cây ngon quá, kiếm con khủng được rồi. Rồi, mẹ hiểu luôn. Vô coi đi. Có không? Hàng nóng. Trời, hàng nóng hả? Ghê vậy. Hàng nóng không? Nóng dữ không? Trời ơi, vô nữa rồi. Cái con này. Rồi, hàng nóng thiệt. Hàng nóng. Đây, thêm một con vợ nữa. Quá sướng luôn. Lấy giỏ. Ê, ui, con này cỡ tầm cái rưỡi à. Nè. Tầm cái rưỡi à. Châu. Hả? Hổ châu à? Châu. Yeah. Ủa sao cái màu nó giống cái con nãy vậy? Nhưng mà nó con ở mấy nước. Con kia ở trên khô. Ok con. Con này lỡ cái cồn chung với con 3 kg mấy chú em đặng. Giờ cái con này để cho anh bắt thử coi, cảm giác lâu quá bắt rắn à. Rồi, ok, em là người hỗ trợ. Rồi, tôi hỗ trợ nha tại mình sẽ rồi tôi đứng ngoài để chỉ đi. Nếu có chuyện gì không ổn là tôi lập tức can thiệp. Bây giờ sao khỏe hơn đúng không? À, anh đâu không anh tự đơn anh tự là bảy quanh đi. Anh làm gì anh làm. Cứ thoải mái đi đừng anh đừng sợ cái hôm nó hư. Trời ơi. Trời nó táp. Anh bẻ vậy là nó cắn vô cái tay của anh liền, bẻ dứt khoát. Giờ bẻ đi, giờ anh bắt cho. Rồi anh bẻ nha. Rồi đó chưa. Sao gì kỳ vậy? Rồi cũng may có chuyện nó cắn anh đó. Trời ơi, có chuyện dèo còn có nó cắn. Ôi con này ráp gì vậy? Bố cái đuôi ra. Vậy? Có cá. Nó chạy. Ây da. Trời nó cá. Quên. Trời chi da chụp thùng. Giờ sao? Kìa. Áp dụng như em hồi nãy vậy đó. Đây. Ừ. Ôi, cái ngu kìa. Con này nó dữ quá. Ê, cái ngu kìa. Ôi, không được, em vô. Anh đi làm như em đi, nó cái mặt anh kìa. Anh vô chợ đi. Không được. Áp dụng như em hồi nãy đâu. Áp cái gì? Áp dụng lẹ lên. Trời má, cái gì? Không được, áp dụng như em á. Rồi, luôn cái tay. Hậu háng đó, ừ. Anh đứng dậy đi. Anh đứng dậy cho anh hậu háng đó. Hả? Cắn anh. Ờ, đó, đã có chuyên gia đây ta chỉ rồi. Kéo dài lên. Chết mẹ ơi, này dụng quá rồi.
kéo dài lên, kéo lên nữa. Trời ơi. Kéo nó đứt thằng nhỏ luôn, chết nữa. Kéo nữa, kéo nữa, kéo nữa. Rồi xác ừ vô rồi. Trời ơi. Ôi trời. Bắt con trắng. Xác xác cái đầu nữa, xác tí nữa. Ôi. Rồi chưa? Làm thấy chưa mình kiểm soát được rồi thấy chưa? Quá mệt luôn. Ôi là trời. Nát gào của người ta hát gáo luôn rồi nếu ơi. Không, con này là cái giữa cái sáo mà. Trời ơi. Ông, anh, con... là, anh làm em hết hồn. Cái con này nó dữ hơn cái con nãy. Đúng rồi, nãy em con nãy do em bắt nên nó gọn. Con này của anh bắt nên nó hơi vụng chút. Được, nó không bắt. Mới ra nó phóng cái ao mà. Mình nó vụng kỳ quá tại vì em xử lý nó gọn hơn anh. À. Anh làm má em đổ hồi hộp luôn anh Hiếu. Trời ơi. Nó mà... táp vô mặt anh không à, chết luôn á. Mai mà né né né. Trời ơi. Anh mặc hai áo. Nói chung là lúc trước cỡ 2-3 năm về trước mình có đặt nhưng mà lâu quá không có bắt cho nên nó bây giờ nó rồi, nó xém chạy mấy lần luôn anh. Nó yếu. Đã nói rồi để chuyên gia đứng ngoài phụ con kìa. Bắp 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 bắp. Anh Hiếu nói rồi. Mẹ nó ho luôn. Rồi bữa nay nói chung là quá ngon luôn, được hai. Rồi ok. Thì nói chung là tôi cầm thì cái vỏ ở ngoài. Tôi cầm thì đó mọi người thì nó rất là gọn, xử lý nó hơn, nói chung là nó em thích hợp hơn Hiếu. Chi nghiệp quá rồi còn gì nữa. Con này mới lột da bị da cắn này chưa? Yeah. Con này ở sát mấy nước nên nó có. Không có con à. Từ đây đen hơn con kia chút xíu nha mọi người. Ôi chết anh Hiếu và anh làm cái này đó. Thôi cho vô đi. Còn mấy thái đó kỳ dáng kiếm một con nữa đây. Ha. À. Quả sướp. Vô. À, quằn cái đám cỏ của người ta luôn rồi. Gao với cái này à. Ngày mai là rau rừng nữa nha. Kiếm mày một em ăn khủng nữa coi. Vật lộn với nó em tăng nữa coi. Vật lộn á. Xin độc nhãn lông luôn. Chết luôn rồi. Ủa này ai có vỏ cỏ gì vậy? Người ta bẫy chim. Bà nội cha nó không có sức giáo gì nữa. Ồ xong luôn. Rồi, lọc luôn. Và cuối cùng rồi, không có dấu hiệu luôn anh ơi. Không có dấu hiệu luôn. Nha. Gì? Có gì đâu có đuôi. Rồi, xong phim. Rồi. Kết thúc video. Thì bữa nay mình đi theo dõi anh Phụng một chuyến thứ hai. Bữa nay nói chung là trúng hay là không trúng. Trời bộ gặp người ta không trúng nổi miếng bự thì nổi đâu, cũng hiếm người dính lắm khó khăn. Nói chung là mùa này mùa trái mùa thôi. Ừ. Phải làm khinh thường anh gì cái mùa này. Con mới nói là mùa trái mùa chừng nào mà tháng 4 dưới còn gần hơn nửa tháng nữa tới mùa gắn. Thấy không, vẫn còn nắng rất là dữ. Đầu mùa kiểu này là kiểu là trúng rồi đúng không? Trúng rồi đó, trúng dữ luôn á. À, một con chắc tầm cỡ ký 6 cái rưỡi với một con khoảng 2 kg. Đây thì bữa nay được hai con dện. Hai con hành trâu của cái túi nè. Quá đã luôn. Đó thì bữa nay anh em mình nay có chị tin uống anh. Bữa nay anh em mình nói chung là đầu mùa kiểu này là trúng rồi đó. Thì trời ơi. Có 60 cái thôi đó. Chuyến sau là nhiều gấp đôi số lượng tại vì cũng vừa đặt bẫy rắn rồi bắt cua bắt dọp nữa đủ thứ rồi chạy qua với lại này kia rồi cái bữa kia mới mưa nữa mà giảm mưa lớn mưa 5 gram không dám đi đặt những ngứa mà bữa nay chắc ngon nè, bữa nay chưa chuẩn bị mưa nữa nè. Bởi vì thì anh em mình sẽ xin nhiều clip ra thì có rảnh rảnh thì hàng tuần như là thứ bảy nhật đó mình sẽ đi với dọn cùng đi quay cho mọi người xem nha. Rồi thì, hẹn mọi người những clip tiếp theo nha. Chào rồi, mọi người ok, chào tất cả các bạn nha.